đẹp, không thì vớt là tiền nước ngay 37 ri. Tiếng câu này thì không cần bàn rồi nha các bác, hay lắm. Con này series là 200737 nha, 200737. Mới len ken được trang bị là 3 đường ra, một cái đường là ba lăng này các bác ha, nó mới không? Các bác chắc của nó này. Đấy, hai đường màu sen. Quang Cosiao ba lăng út. Giá là 19 triệu 5 nha bác, máy đang hoạt động hoàn hảo nha. Đấy. Đấy tuột điện rồi. Đây em test hoạt động của nó nha. Nó chạy máy từ dòng từ cao cấp này, các bác chỉ cần nhả tay là đã đọc rồi. Mình chơi những con mà Sony chạy máy từ sướng lắm các bác. Đấy, tốc độ đẹp nó nhanh đây là mà cảm giác mình xài con máy nó sướng. Đấy, ra vô êm ái nhẹ nhàng, dòng đẳng cấp rồi. Giá 19 năm bao ship nha, bác nào mình chuyển khoản đủ thì em sẽ bớt 200.000. Còn là 19.300.000, sở hữu ngay một con 37 Eri. Hàng bãi nhập về, hàng đấu giá các bác, hàng Yahoo á. Đẹp ngất ngay luôn. Mở nội thất bên trong để các bác cùng xem đồ đẹp luôn nha. Lần này em về được một con 37 Eri mà rất là đẹp, giá cực kỳ yêu thương nữa. Rồi, chờ các bác em tháo sáu ốc lên để các bác cùng xem nội thất bên trong. Bác nào lấy cứ alo trên qua hai số điện thoại trên nha, cọc tiền cọc giúp em khoảng 10%, cọc khoảng 2 triệu thì em sẽ ship hàng và các bác nhận hàng và kiểm tra hàng và giao hàng số tiền còn lại. Đây các bác cùng xem nội thất bên trong, máy đang hoạt động nha. Tất cả cung sườn của dòng cao cấp của Sony là đều mạ đồng các bác để tăng hiệu quả chống nhiều nha. Đây. Thân phô. Phần nguồn, phần cơ. Đây là cấu hình của 37 Eri nha. Đấy thì video đến đây là kết thúc. Bác nào muốn sở hữu con CD top và dòng cực kỳ là nổi tiếng về âm sắc, nghe rất là hay rồi, không ai mà chê dòng 37 Eri được, tại vì nó là một cái tượng đài của hãng Sony và trong giới audio ai cũng biết được cái model này. Trên này cho lên này luôn, cái này là cái bóng của loa, em kéo ra xí luôn này. Này đó, các bác thấy sự thoàn mỹ của nó nha. X307IS nha, một thiết kế cực kỳ đẹp và nam tính sang trọng. Đây các bác này, thấy này, đây là ốp gỗ này, bóng piano xong bóng lưỡng luôn nha, soi gương được luôn. Con này em giao 14 bao ship nha, chuyển khoản đủ thì em sẽ bớt 200, còn 13.800.000. Đây, giá em cần đối tốt nhất và cực kỳ yêu thương để các bác mình muốn sở hữu con băng X307IS này. Đây các bác thấy độ mới này. Đây, các bác thấy này, em nói là như khui thùng luôn. Nó không lay nét nha. Đấy. Đấy, cái chập còn nguyên, ốc ác này. Đấy. Series là 200684. 200684. Em nó chạy hoàn hảo á nha. Dòng Sony thì mắt nó chạy đẹp rất là nhanh và cực kỳ trâu. Bảo hành bảo dưỡng trọn đời máy nha, nên các bác mình xài yên tâm, bên em là bảo hành bảo dưỡng trọn đời máy. Mắt Sony vô chùa chưa kịp thả là các bác nó chạy rồi. Sướng á, xài Sony nó sướng đó. Cơ này các bác thấy không? Mạnh mẽ chưa? Êm máy mạnh mẽ. Vô cái nhận liền, bấm enter một cái chạy liền. Không kịp lấy đũa luôn. Ăn liền luôn. Đấy, đâu kịp lấy đũa đâu các bác, nuốt liền à, nuốt. Rạc rạc luôn. Rồi mở nắp lên để các bác cùng xem luôn nha. Chờ em xí. Bác nào chốt alo cho em chiến qua hai số điện thoại 0978338114 hay là 0965770237 nha. Đây là cấu hình bên trong của con X37S, thì thấy các bác thấy rằng bộ cơ đang chạy hoạt động từ tốn nhẹ nhàng. Đấy, đây hai tăng phô, phần nguồn hay là phần bo IC cũng như là phần giải mã DA. Đây là nó sử dụng hai con giải mã này các bác, đây hai phần tản nhiệt của giải mã này. Bằng đồng. Phần lạnh nó tản nhiệt cho hai con DA. Tất cả cung sườn đều mã đồng các bác, hay có vật liệu mã đồng hết. Trên những đầu 7 đa số thì sử dụng mã đồng hết nha. Đầu 5 là chưa có, đầu 7 là có hết nha các bác. Hiệu quả nó rất là cao và chống nhiễu và cũng như hiệu suất âm thanh rất lớn. Đây là cấu hình của X37S để các bác cùng tham khảo nha. Máy rất là mới luôn. Hãy bác nào chốt liên hệ cho em nha. Cọc tiền cọc 1 triệu rưỡi trở lên nha bác, có nghĩa là 10% là em ship hàng tận nơi. Còn chuyển khoản đủ bất thẳng vào trực tiếp, giá trị sản phẩm là 200.000, còn 13.800.000 nếu chuyển khoản đủ nha.